Giá tiêu hôm nay 14 tháng 11 năm 2024 tăng ở Gia Lai, từ đầu năm thêm hơn 70%. Giá tiêu hôm nay 14 tháng 11 trong khoảng 138.139.000 đồng trên kg, từ đầu năm giá tiêu tăng hơn 70%. Trong tháng 10 năm 2024, thị trường trong nước giảm nhẹ 0,7%, nguyên nhân do giảm sút sức mua từ những thị trường truyền thống là Mỹ, EU, Trung Quốc. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng trên kg, tăng 500 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 500 đồng trên kg ở Gia Lai, giữ ổn định tại các địa phương khác so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia chốt tại 6.514 USD tấn, giảm 0,06%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD tấn, giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA mức 8.400 USD tấn. Giá tiêu trắng muôn tốc 9.116 USD tấn, giảm 0,07%, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.500 USD tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.200 USD tấn với loại 500GL, loại 550GL mức 6.500 USD tấn, giá tiêu trắng ở mức 9.400 USD tấn. IPC tiếp tục điều chỉnh giảm giá tiêu tại Indonesia. Báo cáo tháng mới nhất cẩu Pitexim nhận định, từ đầu năm giá tiêu tăng hơn 70% trong tháng 10 năm 2024 thị trường trong nước giảm nhẹ 0,7% nguyên nhân do giảm sút sức mua từ những thị trường truyền thống là Mỹ, EU, Trung Quốc hồ tiêu của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu và nguồn cung giảm là nguyên nhân chính khiến giá tăng cao ngoài nguồn cung trước đây đa số nông dân trồng hồ tiêu thu hoạch xong phơi khô là trở toàn bộ sản phẩm ra đại lý, doanh nghiệp ký gửi hoặc bán hết thế nhưng mấy năm gần đây nông dân ít ký gửi chuỗi hệ thống thu mua từ đại lý, doanh nghiệp qua đó Đơn vị xuất khẩu không nắm chính xác sản lượng hồ tiêu của Việt Nam nói chung. Đây cũng là nguyên nhân góp phần làm giá hồ tiêu tăng. Dự kiến sang đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của nước ta sẽ thuận lợi nhờ nhu cầu mua từ thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, sau vụ thu hoạch gần nhất của Indonesia thì đến tận tháng 2 năm 2025, nguồn cung hồ tiêu trên thế giới vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể. Đây được cho là yếu tố thuận lợi khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới 2025.